Hello, xin mến chào tất cả các bác nhá. Ở đây em đang ghép một bộ cấu hình cho anh Bình nhá. Anh ở Quảng Trị. Chọn bộ này là 31.600.000 anh em nhá. Đó, sẽ được tặng thêm một quản lý nguồn P10. Đó, đây là chọn bộ. Sử dụng cặp loa lắc 12 anh em nhá. Lắc 12. Giá hiện tại là 10 triệu. Đấy. Đây em vừa bóc thùng này. Lắc 12 anh em nhá. Đó. Một súp TV kép 15S đây, nguyên thùng anh em nhé, TV kép 15 đấy, đẩy LT4000 anh em nhé, đẩy LT4000 đó, và một con vang DX600 giá 3.500.000 đồng anh em nhé, một bộ mic U7525 mã giá 2.600.000 anh em nhé, 2.600.000 đó, thì với cái cấu hình này rất là chất lượng đó. Rất là chất lượng. Chọn bộ là đấy, chọn bộ là 31.600.000 anh em nhé. Và với cái bộ này ghép nối rất là đơn giản anh em nhé. Ghép nối rất là đơn giản. Đó, em phải nói là cực kỳ đơn giản. Đây, em sẽ cho anh em xem nhá. Anh sử dụng cổng quang thì anh có thể cắm vào optical đây nhá. Anh cắm vào cổng quang optical, đúng không ạ? Nhạc anh cắm vào, còn đây là em dùng jack RCA thì em cắm vào hai cái jack input này. Đấy, input đây. Đấy, input, đấy, hoặc là anh cắm vào đây cũng được. Và anh cùng cổng quang thì anh cắm vào đây. Và đầu ra. Đấy, đầu ra, đây em test cả nguồn đây này. Đầu ra thì đây anh có thể xem RL đây, em có thể rút ra này. MR, ML. Đấy, em sẽ tặng anh dây. Đấy, dây đây. MR, ML. Đấy, anh cắm vào kênh 1, kênh 2 của đáy giúp em. Kênh 1, kênh 2 của đáy. Đó. Và MRML. Anh cắm hết vào cho em. Đấy. Là được. Đấy. Cắm hết vào. Cắm xuống kênh 1, kênh 2. Còn kênh tiếp theo đó là kênh súp. Đấy. Thì anh cứ cắm vào cho em. Và cắm xuống kênh 3. Cắm xuống kênh 3 giúp em. Cắm vào kênh 3 đây. Đó. Cắm vào kênh 3 đây nhá. Đấy. Đúng không? Cắm vào kênh 3 đây. Và ở đây thì em đã gạt sẵn là 1-2 lên rồi, là bridge rồi anh nhá. Và anh lưu ý cho em là một cái dây em sẽ cuộn như thế này, sẽ nó thắt nút ở đây, thì anh sẽ cắm vào cổng 3 cho em nhá. Cổng thứ 3. Đó, cổng 3. Đó, cắm vào cổng 3 này cho em. Đầu còn lại của cái dây đầu kia thì anh cắm vào con súp. Đấy, dây này là dây cắm súp nhá. Thì anh nhớ cho em là đầu này thì anh cắm vào đẩy, còn đầu kia thì anh cắm vào súp. Đấy, còn đâu tất cả sử dụng jack new trick hết anh em nhá. Như trích hết, đó, vậy là xong thôi, không có gì khó khăn cả. Mic thì đây, đầu ra mic dùng jack 6 ly cắm vào mic 1 anh nhá. Đấy, còn đâu nguồn này. Nguồn này, anh nhìn ở đây này. 1 này, CS1 này, CS2 này, CS3 này. Ở đây thì em cắm cho nó vội, đâm ra là không đúng, nhưng mà CH1 tức là cổng 1 gần cái xanh này. 1 sẽ là mic này. 2 sẽ là vang này. Đó, 3 sẽ là đẩy này. Anh muốn thứ gì đằng sau đều được, nhưng mà 1 đầu tiên anh phải cắm cho em cái mic, 2 là anh cắm cho em con vang. Đấy, còn đâu sau anh muốn cắm cái gì vào cũng được. Còn đâu ở đây thì em cắm vội, đâm ra là em cứ cắm lung tung. Đấy, còn 1 đang nhẹ đây là cái mic này, thì anh phải cắm cổng này cho em. Đấy, 2 là con vang. Đấy, thì anh cắm cổng này. Rất là đơn giản, đúng không ạ? Đó. Cực kỳ đơn giản. Còn tất cả các jack chủ yếu là cái jack này này. Anh nhớ cho em cắm vào cổng 3 nhá. Đấy là xong. Còn đầu còn lại anh cắm vào con ấy. Tất cả sản phẩm em phải dán tem hết anh em nhá. Dán tem hết. Đó. Đây là những sản phẩm của anh. Và các chế độ thì như nào. Đó. Các chế độ như nào. Con này sẽ có một cái điều khiển anh em nhá. Đấy, em sẽ bỏ ra khỏi cái túi này. Đó. Đó. Đây là dừng này. Dừng nhạc này. Đấy. Đúng không? Bật này, đúng không? Đấy, mic này. To nhỏ mic này. To nhỏ mic là ở đây. To nhỏ vô này. Đấy, nhỏ này. Nhỏ nhạc này. To nhạc này. Đó, anh ơi. Ok, các chế độ này. 1 này. Đó, 1 nhá. Đó, tí em sẽ hướng dẫn là 1 là những cái gì nhá. 2, 1, 2, 3, 4 là hát karaoke. Đó, 5, 6 là nghe nhạc nhá. 5, 6 là nghe nhạc, 5 là bát mạnh và 6 là chép mạnh nhá. Anh cứ làm như vậy cho em là ok. Còn chọn đầu vào. Đấy.
Đây này, Bluetooth thì anh ấn cho em 7 là Bluetooth. Đấy, nó hiện Bluetooth này. Ấn 8. Ấn 8 là AUX này, AUX 1 này. Ấn 9 là AUX 2. Đó là BMG. Đấy là chính em đang dùng. Là chính em cái đang dùng. Còn USB là đây là USB này. Đấy. Optical là 0 này. Đấy, optical là 0 này. Anh sử dụng optical đấy là chuyển quá xiên cũng vậy. Đấy, đúng không ạ? Còn đâu bình thường em sử dụng BMG của em là em sử dụng đây. Đấy, vậy là xong. Đấy. Đấy, to nhỏ đây. Đó, rất là đơn giản, to nhỏ nhạc này, to nhỏ mic này, to nhỏ effect này. Effect tức là vang nhại ấy. Đấy, rất là đơn giản đúng không ạ? Có điều khiển dùng rất là dễ. Và bây giờ sẽ thử tiếng mic nhé. Các chế độ của tiếng mic. Rồi, ok. Cái mic đâu rồi? Đấy, cái mic đây, bộ mic đây. Em sẽ thử luôn. Đó, chế độ 1 nhé. Chế độ 1 này. Đấy, chế độ 1 nhé. M1 này. Đó, sẽ thử nhá. 1 2 5 6 7 8 9 1 2 5 6 7 8 9. Đó, ok chưa? Là cái chế độ mà hay hát nhá. Chế độ 2 là reverb này. 1 2 5 6 7 8 9. Đó, reverb đúng không ạ? Đấy, chế độ 3 sẽ là echo chậm. Anh em nhé. Đó. Rồi. Chế độ 4. Đấy, sẽ là echo nhanh nhá. Đấy là xong anh em nhé. Đấy, thì em nói rồi, 1 2 3 4 là karaoke, 5 6 là nghe nhạc, 5 là bass mạnh. Đó, không có mic luôn anh em nhé. Đó. Đó. 5 là bát mạnh, 6 là chép mạnh anh em nhé. Đó. Đó. 6 này. À, cái tiếng chép nó sẽ mạnh hơn. Đó. Bình thường sẽ nghe cái mốt 5 là bát chép nó rất là mạnh, nghe rất tê. Đó. Thì anh em có thể tham khảo nhé. Đấy, thì với cái cấu hình này trị giá là 31.600.000, anh em có thể tham khảo. Đó, với cấu hình này rất là chất lượng. Đó, đấy, gồm mic 705 hay là mã giá 2.600.000, vang DX600 giá hiện tại đang là 3.500.000 đồng, P10 sẽ được tặng và một chiếc đẩy LT4000 Plus 1000W một kênh với giá là 9.000.000, cặp loa lắc 12 với giá là 10.000.000 và súp 40 với giá 6.500.000 đồng anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bạn.